ngọc thơ kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin liệu bác trọng có tự trọng người có lòng tự trọng là người biết dẹp bỏ sự háo danh ham muốn tầm thường sẵn sàng chấp nhận chơi luật chung với những người có địa vị thấp hơn mình tôn trọng cái chung tôn trọng người khác đó là cách tôn trọng chính mình một người lớn mà tranh giành với người già tranh giành với trẻ con là không biết tự trọng quan chức mà tham quyền cố vị phớt lờ dư luận để ngồi lại ghế bất chấp luật đã quy định cũng là loại người thiếu tự trọng, họ không biết tuân thủ luật chơi chung, hình ảnh ông bám lì trên ghế liệu ông có tự trọng hay không. Ở Việt Nam ông trọng được bơm thổi lên mây, nào là sĩ phu Bắc Hà, nào là người đốt lò vĩ đại, nói chung ông trọng được bơm thổi như thánh, tuy nhiên, bản thân ông thì dường như không biết tự trọng, khi mà ông cứ lì lợm bám ghế, mặc dù ông đã quá tuổi, quá số nhiệm kỳ và không đảm bảo sức khỏe. Hiện nay Cả Bộ Chính trị không biết liệu ông Nguyễn Phú Trọng có rút lui sau 3 nhiệm kỳ hay không, hay là ông vẫn cố bám ghế cho dù có nằm một chỗ như Lê Ngoạ Triều. Đến nay sức khỏe của ông Trọng đã quá yếu, ông bước đi không vững phải luôn có vệ sĩ kè một bên, sẵn sàng sóc nách ông dìu đi nếu ông có dấu hiệu đi đứng không vững. Ở tuổi 80 của ông và sức khỏe yếu như thế thì ông lãnh đạo đất nước như thế nào? hay ông chỉ chú tâm đốt lò, còn hậu quả ra sao thì ông chẳng cần quan tâm. Việc ông Trọng đang dùng quyền lực trong tay để tự ban đặt ân cho chính mình, để tiếp tục nắm quyền lực lâu dài, đã phá vỡ mọi nguyên tắc của Đảng và tạo ra một tiền lệ xấu về sau. Nếu ông Trọng làm được thì những tổng bí thư sau ông cũng sẽ làm được. Đảng Cộng sản về sau sẽ trở thành công cụ cho tham vọng của người đứng đầu, trở lại như thời kỳ đầu sau khi Đảng cướp được chính quyền. Người dân sẽ phải khốn khổ nói tiếp khốn khổ mà không biết bao giờ mới thoát ra được. Hình ảnh trong cái bình ấy ác phe ông đang trú ngụ. Thông thường để phá vỡ đảng luật và nắm quyền cho đến chết, thì tất nhiên người đứng đầu đảng bao giờ cũng phải có những cuộc thanh trừng để thanh lọc phe phái. Vì nếu không thanh lọc thì sẽ không có đủ người ủng hộ ông ta ngồi lại ghế. Và tất nhiên chiến dịch thanh lọc phải được thực hiện dưới vỏ bọc, chống tham nhũng bởi quan chức cộng sản ai ai cũng tham nhũng cho nên chọn chiêu bài này để che đậy là kế sách hoàn hảo việc thanh trường phe phái dẫn tới kết quả là các phe mãi lo đấu nhau và chống đỡ nhau còn việc hoạch định chính sách chỉ qua loa đối phó thực tế việc thanh trường nội bộ khiến nền kinh tế việt nam vốn đã nát lại càng nát hơn từ khi chiến dịch đốt lò của ông trọng nổi lên thì nền kinh tế việt nam ngày càng nát hơn đó là thực tế mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Tội phạm kinh tế ngày một kinh khủng hơn, vụ án sau có quy mô hơn vụ án trước và tính chất cũng nghiêm trọng hơn vụ án trước. Việc đánh nhau như thế thì tùy mức độ phân cực trong đảng cũng ngày một rõ rệt. Phe thắng thế ngày một mạnh lên, một khi thế lực của họ càng mạnh thì họ càng lộng quyền bởi không còn ai có thể làm gì được họ hình ảnh tìm đủ mọi lý do để bám ghế kể cả việc vẽ ra cái gọi là hồng phúc dân tộc ông nguyễn phú trọng đã đưa việt nam ngày một phụ thuộc hơn vào trung quốc không những phụ thuộc về kinh tế mà còn phụ thuộc cả về chính trị dưới thời của ông trọng ông đã ký kết với tập những kế hoạch đào tạo nhân sự cho đảng cộng sản việt nam ông trọng làm việc đó dễ dàng bởi ông tin rằng trong đảng cộng sản không còn ai đủ sức cản đường ông người không có lòng tự trọng thì khó mà dẫn dắt đất nước trở nên độc lập hơn đối với ông láng giềng phương bắc và thực tế dưới thời của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng ông đã chuyển hướng cho đảng cộng sản việt nam tiến lại gần bắc kinh hơn theo cách của ông đến con người của đảng mà ông còn nhờ bạn vàng trồng cho thì không biết trong người ông trọng có lòng tự tôn đối với đảng của ông hay không chứ đừng nói đến lòng tự tôn dân tộc Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Liệu bác trọng có tự trọng? Đảng lại cấm biếu quà Tết, chuyện giả dối biết rồi khổ lắm nói mãi làm gì? Từ nhiều năm qua cứ sắp đến Tết thì lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại ban hành cái gọi là chỉ thị về việc tổ chức cho cái Tết nguyên đáng sắp tới. Mới nhất, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ký ban hành Chỉ thị số 26 chỉ thị Trung ương về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó, chỉ thị này nhấn mạnh việc nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp theo mọi hình thức. Cụ thể, chỉ thị về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 gồm 7 mục với một số nội dung như không tổ chức đoàn của trung ương thăm chúc tết cấp ủy chính quyền các tỉnh thành phố không tổ chức thăm chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp nghiêm cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức không giữ các lễ chùa lễ hội nếu không được phân công không sử dụng ngân sách nhà nước phương tiện tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội vui chơi Hình ảnh chỉ thị số 26 của Ban Bí Thư về việc tổ chức Tết Giáp Thình năm 2024. Theo giới quan sát, năm nào cũng như năm nào cứ lặp đi lặp lại những lời biết rồi khổ lắm nói mãi, thừa thải để làm gì, chỉ thị cấm tặng lãnh đạo quà Tết liệu có tác dụng hay không. Vì tất cả các chỉ thị hàng năm về vấn đề này đều có chung một số điểm giống hệt nhau, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là bắt cóc bỏ dĩa đảng cấm thì cứ cấm, còn đảng viên cấp dưới biếu quà cho sếp là chuyện thường ngày ở huyện. Thử hỏi không nhận quà biếu thì lãnh đạo sẽ ra sao, liệu có sống được hay không, chứ đừng nói chuyện các quan ăn chơi ngày Tết. Việc ban hành chỉ thị vừa kể, dư luận thấy rằng với những quy định mang nặng tính hình thức như không thăm, không chúc Tết, không biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, thử hỏi ai biết ma ăn cổn và chắc chắn chỉ thị này sẽ không có tác dụng gì mà nó chỉ là động thái để khỏa lấp một tình trạng trầm kha, đó là cấp dưới hối lộ cho cấp trên thường xuyên chứ không chỉ vào dịp Tết. Việc biếu quà Tết được coi là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Những món quà Tết không nặng về mặt giá trị nhằm biểu lộ sự kính trọng, lòng tri ân đối với người bà con thân thiết hay những người có mối quan hệ trong công việc. xong trong nền kinh tế thị trường với sự quản lý bát nháo của đảng Cộng sản Việt Nam, việc biếu quà Tết cho cấp trên trở thành một hình thức hối lộ để chạy quyền, chạy chức, chạy án với những biến tướng hết sức tinh vị. Bây giờ người ta có thể biếu sáng với hy vọng trục lợi, lên lương, lên chức, thay đổi vị trí làm việc hay được đề bạc. Hình ảnh tài sản tham nhũng thu hồi trong một vụ án tham nhũng Báo Thanh niên ngày 17 tháng 12 năm 2019 có bài xét xử vụ Mobifone mua AVG. Hàng triệu đô la hối lộ được biếu ra sao? Theo đó, lời khai của bị cáo trong ngày đầu xét xử đã phần nào vén bức màn che phủ đường đi của hàng triệu USD hối lộ. Trong vụ án Mobifone mua AVG, bị cáo Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch tổng công ty Mobifone ngày 16 tháng 12 năm 2019, khai trước tòa. Dịp trước Tết 2016, cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đến văn phòng làm việc với lý do biếu quà Tết. Khi ông Vũ về, tôi mở ra thấy 500.000 USD. Sau Tết hơn một tháng, anh Phạm Nhật Vũ gọi điện thoại nói có ít quà, hoa quả ngon. Tối hôm đó, có người mang đến biếu hai thùng cạc thông. Tôi cứ nghĩ là hoa quả thôi, nhưng mở ra thấy có tiền, 2 triệu USD. Tôi chuyển 2 triệu USD sang tiền Việt cất trong nhà bị cáo Lê Nam Trà còn khai thêm 500.000 USD bị cáo mang biếu cho anh Nguyễn Bắc Son vào dịp Tết, cũng để trong gói quà. Ngoài ra bị cáo còn đưa cho anh Son thêm 200.000 USD tiền cá nhân. Tại cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết những ai nhận số tiền hối lộ lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị truy tố, xét xử. Còn người nhận ít không vụ lợi. Nhận tiền, nhận số lượng ít vào dịp Tết sẽ không bị xử lý về mặt hình sự mà chỉ bị xử lý về kỷ luật đảng và hành chính. Hình ảnh Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trong cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương. Trong một thể chế chính trị độc đảng, đầy bất cập như ở Việt Nam hiện nay, cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực bị vô hiệu hóa, dẫn tới tình trạng quà biếu có giá trị lớn sẽ là phương tiện giúp cho người ta có thể đi tắt đến quyền lực giúp cho sự thăng tiến của mỗi cá nhân thuận tiện hơn ở việt nam không có luật quy định quà biếu quà tặng hạn chế trị giá bao nhiêu nếu nhiều hơn thì phải nộp công quỹ như ở các quốc gia khác quan trọng là cần phải coi trọng việc kê khai tài sản của cá nhân theo luật định một cách nghiêm túc và phải công khai để cho nhân dân và báo chí giám sát những điều vừa kể Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ thừa biết, thậm chí biết rất rõ, nhưng bản chất của đảng hiện nay là một đảng chính trị bán nước, hại dân, nên bằng mọi cách, mọi biện pháp và thủ đoạn cũng chỉ để phục vụ cho công cuộc, sống chết mặt bay, tiền thầy bỏ túi mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Đảng lại cấm biếu qua Tết, chuyện giả dối, biết rồi khổ lắm nói mãi, làm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm